những cô nàng sở hữu làn da đẹp mịn màng, sạch sẽ thường không bao giờ bỏ qua 7 bí quyết dưới đây. Thứ nhất, không bao giờ chạm tay vào mặt ngay cả khi da không có mụn. Không nên chạm tay vào mặt khi da bị nổi mụn là điều luôn được các bác sĩ da liễu khuyến nghị. Nhưng ngay cả khi mà da mặt bạn không có mụn thì bạn cũng không nên thường xuyên cho tay lên mặt. Ví dụ như là gãi cằm, gãi trán khi đang suy nghĩ hay là rảnh rỗi lại cho tay lên xoa xoa những cũng cần phải hạn chế. Theo bác sĩ da liễu thì ở trường khoa y của trường đại học Mỹ thì những thói quen xấu này có thể khiến vi khuẩn từ tay lây sang da và là nguyên nhân khiến lỗ chân lông bị đắp hoặc nổi mụn. Thứ hai đó là sử dụng kem chống nắng hàng ngày. Kem chống nắng là sản phẩm thiết yếu trong túi đồ làm đẹp của chị em phụ nữ. Ngay cả khi trời không nắng hoặc là khi bạn suốt ngày ngồi trong văn phòng, tia UV từ mặt trời có thể làm khô da. Và sử dụng kem chống nắng hàng ngày không hề thừa ngay cả trong mùa đông. Nó sẽ ngăn ngừa lão hóa nhanh, giảm các vết nám và vết sần sùi. Hãy thoa khoảng một cốc nhỏ kem chống nắng lên toàn bộ cơ thể khi hoạt động trên bãi biển. Và hàng ngày thoa khoảng 1/4 muỗng cà phê cho khuôn mặt. Thứ ba đó là tẩy da chết hàng tuần. Để da luôn mềm mượt, bạn cần phải tẩy da chết hàng tuần. Tiến sĩ Levy của trường đại học Mỹ cho biết, thành phần tẩy da chết bao gồm acid salicylic, acid glycolic và retinol. Các chất làm sạch sẽ giúp da mịn và mềm hơn. Tuy nhiên, quá lạm dụng sản phẩm tẩy da chết sẽ khiến da bị khô và mỏng, làm da bị tổn thương và nổi mụn. Vì thế chỉ nên tẩy da chết 1-2 lần một tuần. Thứ tư đó là sử dụng kem chuyên dụng để cạo lông chân. Nhiều người có thói quen tiện tay dùng luôn kem cạo râu của chồng để cạo lông chân. Nhưng cái gì ra cái đó, bạn nên sắm riêng một tuýt kem cạo lông chân chuyên dụng. Bôi kem chuyên dụng sẽ giúp việc cạo lông chân diễn ra nhẹ nhàng, êm ái mà không gây tổn thương da như công thức dưỡng ẩm gồm vitamin E và bơ ô liu. Thứ năm đó là chọn dao cạo nhiều lưỡi. Một chiếc dao cạo lông nhiều lưỡi sẽ giúp cạo sạch mịn lông chân, không để lại bề mặt thô ráp. Lưỡi dao thứ nhất sẽ cạo sạch lông chân, nhưng lưỡi dao tiếp theo sẽ tiếp cận sâu và gần tới lông chân hơn. Thứ sáu đó là dưỡng ẩm ngay khi tắm. Hãy thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi mới vừa bước ra khỏi nhà tắm và lau khô để giúp các dưỡng chất ẩm thấm sâu hơn dưới các lớp da. Và hãy chọn những sản phẩm dưỡng ẩm cung cấp độ ẩm cho lớp trên cùng của da. Các sản phẩm này thường có các thành phần như glycerin và urelanolin. Thứ bảy đó là thoa dầu. Mọi người thường cảm thấy khó chịu với cảm giác nhấp nháp khi bôi dầu lên cơ thể, nhưng dầu dưỡng lại có tác dụng dưỡng ẩm, giúp da mềm mại hơn. Cách dưỡng ẩm tốt nhất là dưỡng ẩm nhiều lớp và hãy bắt đầu bằng cách thoa kem dưỡng ẩm dưỡng da và tiếp đó là dầu dưỡng để giữ cho các dưỡng chất ẩm được ở lại trên da của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem video. Hãy like và share cho bạn bè và người thân nếu thấy thích và chia sẻ với chúng mình biết cảm nhận của bạn bằng cách comment bên dưới nhé. Và để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất, bạn chỉ việc đăng ký kênh bằng nút đăng ký subscribe ở góc phải dưới video. Chúc bạn một ngày hạnh phúc. Goodbye.